Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip vô cùng xúc động của một nhiếp ảnh gia đi đường vô tình bắt gặp một cụ ông bán cam nơi hè phố Hải Phòng. Và điều khiến cho nhiều người cảm thấy thương hơn chính là câu chuyện đằng sau dáng vẻ mưu sinh đầy khốn khổ của người đàn ông này. Giữa cái nắng cháy da cháy thịt của mùa hè, nam thanh niên đi đường nhìn thấy ông lão đang ngồi bán hoa quả. Sau khi chụp lại một bức ảnh làm kỷ niệm, anh ta đã tiến đến gần và trò chuyện với ông, ngỏ ý muốn mua tất cả số cam còn lại, khoảng 4kg, để cho ông được về nhà nghỉ ngơi sớm. Hỏi thăm thêm, chàng trai còn biết được gia cảnh của người đàn ông lớn tuổi này vô cùng khổ cực. Mỗi ngày, cụ phải đạp xe lóc cóc 2 tiếng từ nhà đến phố để bán hàng, rồi tối lại về một mình. Bên tay trái thì bị dị tật từ nhỏ do chấn thương để lại nên cũng không thể làm được việc gì quá nặng. Nhắc đến chuyện gia đình, từng câu từng chữ của ông nghe còn nhói lòng hơn. Con gái đi lấy chồng rồi nhưng đến giờ vẫn phải nuôi nó. Nó có 4 đứa con thơ nên không đi làm được, tôi đi làm để cho nó có tiền nuôi con. Dù chưa rõ thực hư sau đoạn clip chia sẻ trên mạng như thế nào nhưng nó đã nhanh chóng nhận được đông đảo sự quan tâm của dân tình. Ai cũng có chung một cảm xúc nghẹn ngào, bởi tại độ tuổi này, đáng lẽ ông cụ được phải nghỉ ngơi, an yên hưởng tuổi già bên con cháu, vậy mà thực tế vẫn phải mưu sinh cực khổ. Mới đây, cộng đồng mạng đã không khỏi xôn xao, bàn tán trước một bài đăng về một người đàn ông yêu thương vợ con hết mực. Theo chủ nhân bài viết chia sẻ, người đàn ông này đang đi đón vợ từ bệnh viện trở về sau một đợt hóa trị. Đáng nói giữa thời tiết nắng nóng gần 40 độ C, nhưng anh lại mặc trên mình một chiếc áo mưa lớn và dày. Ngay lý do phía sau thì ai nấy cũng đều nghẹn ngào và xúc động. Đáng ra hai vợ chồng sẽ thuê xe ô tô về đến nhà, nhưng vì sợ vợ tuổi thân làm ảnh hưởng đến người khác nên anh chồng đã sẵn sàng đi xe máy vượt quãng đường 50kg từ Hà Nam lên Hà Nội để đón vợ về. Điều đáng nói ở đây, anh còn cẩn thận hết mức mặc đủ loại áo bảo vệ để đề phòng trường hợp ảnh hưởng nhiễm xạ đến con nhỏ. Dưới thời tiết nắng nóng 40 độ C và phải vượt cả một quãng đường dài, thế nhưng anh vẫn không ngần ngại chỉ vất vả vì vợ vì con. Tình yêu thương gia đình của anh đã khiến cho rất nhiều người cảm phục. Ngay sau khi được đăng tải, bài viết đã nhanh chóng nhận về hàng loạt những bình luận từ phía cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều dành lời khen ngợi cho người đàn ông chu đáo quan tâm đến gia đình của mình. Chỉ một hành động đơn giản như vậy thôi đã đủ cho thấy anh đã yêu thương vợ con đến nhường nào. Chủ đề trái cây vẫn đang được chiếm sóng vào những ngày hè nóng nực và oi bức. Dân tình dường như đều quan tâm tới các loại hoa quả hơn. Trong một bài đăng thu hút rất nhiều lượt tương tác gần đây, một loại quả đặc sản miền Tây đang khiến cho dân tình chú ý. Anh chàng đăng bài hỏi rằng, có ai thèm loại trái này giống mình không? Tuy không nói là quả gì, nhưng một số dân mạng đã nhận ra đó chính là quả bần, một loại quả đặc trưng của miền Tây. Không rõ vì sao nó có tên gọi như vậy, nhưng từ rất lâu được tìm thấy ở rất nhiều vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bần vốn là loại quả dại, hình tròn dẹt và nhỏ xinh, vỏ bần xanh nhẵn, cuống bần có nhiều cánh tỉa ra như bông hoa. Do đặc trưng địa lý từ trước đây nên rất nhiều cư dân mạng lạ lẫm với quả bần. Dù có nghe tên nhưng chưa bao giờ được thấy tại khu vực mình sống. Một số khác thì nhận định ở ngoài miền Bắc, các tỉnh như Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình hay Quảng Ninh cũng đã phát hiện ra loại cây này. Mới đây, một cô gái chia sẻ tình huống ăn uống vô cùng kinh dị mà mình đã phải trải qua. Cụ thể, khi đang ở nhà ăn hộp bánh ướt được mẹ mua cho, thì cô phát hiện ra một vật thể lạ nằm trên miếng chả. Tiến lại gần để nhìn thì phát hiện ra đó là một ổ trứng ruồi. Điều này không chỉ khiến cho cô gái này mà các cư dân mạng xem đoạn clip cũng cảm thấy nổi da gà. Ngay lập tức, cô gái biểu cảm cạn lời và ngừng ăn ngay lập tức. Cư dân mạng xem đoạn clip được chia sẻ cũng thi nhau cảm thán, thấy mà sợ, nổi cả da gà luôn, hẳn là một ổ trứng ruồi, rợn tóc gáy. Thậm chí, có những người còn chia sẻ rằng họ cũng gặp phải những tình trạng tương tự. Theo tìm hiểu, vật thể dính trên miếng chả trên có thể là trứng của ruồi hoặc nhặn. Vào mùa hè, chúng xuất hiện rất nhiều và đồ ăn đậy khung kỹ thì chỉ vài phút sau cũng có thể rơi vào tình trạng tương tự. Vì thế, clip cảnh báo mọi người, kể cả những người bán hàng và mọi người khi nấu ăn tại nhà, cũng đều cần phải bảo quản cho kỹ, đậy lại để tránh tình trạng ruồi nhặn bâu vào, gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Mới đây, câu chuyện ra mắt nhà người yêu được chia sẻ đã thu hút rất nhiều sự chú ý và bình luận từ cư dân mạng. Chàng trai được nhà gái nhờ bê hộ thùng nước 20 lít mà vừa bê được 2 bình đã lăn ra ngất xỉu, làm cả nhà gái phải chăm sóc. Theo chủ nhân bài viết chia sẻ, người này có cô em gái ngoan ngoãn, mới học hết năm nhất đại học, khoe với cả nhà đang có người yêu. Đúng đợt dịch, gia đình bảo cô bé dẫn người yêu về nhà chơi, tiện thể test chàng rể tương lai, trích một phần bài chia sẻ.
Nhà mình kinh doanh tạp hóa, đúng lúc anh con rể tương lai vừa đến nhà, thì nhà mình nhập hàng, thấy người bê thùng mì, người vác bình nước, người kiểm hàng, thanh niên hùng hổ ra chỗ bố mình. Bác với anh cần giúp gì không ạ? Để cháu giúp một tay. Bố mình cười cười bảo, có bê được mấy thùng nước không? Ra bê cùng anh vào giúp bác. Bác già rồi, tay run không bê được. Ôi, con gái bác cháu còn bê được, cháu tập gym suốt, có mấy bình 20 lít này là gì đâu, thằng bé tự tin lắm. Thế là thanh niên lao ra chỗ xe hàng, vác lên vai một bình, rồi đòi xách thêm một bình nữa. Nhưng con em mình can, từ từ, không ai làm tranh của anh đâu. Thế là cô cậu phăm phăm đi vào nhà, đặt bình nước xuống, hiên ngang đi ra, vác thêm bình nữa. Nhưng trong sắc thái của nó lạ lắm, trông có một chút gồng đâu đó ở đây. Đúng như dự đoán, sau khi đặt bình nước thứ hai xuống, thanh niên ra ngay gốc cây tránh nắng. Được 3 giây sau thì thanh niên ngã lăn ra đất, cả nhà mình phải chạy ra khiêng vào nhà. Đặt lên giường xong, bố mình phải bấm huyệt một hồi lâu thì mới tỉnh lại, thều thào nói được một câu: hai bình nước này nặng quá, mà chắc trời nắng nên cháu bị say nắng. Bên dưới bài viết có không ít người cảm thấy thích thú với câu chuyện và để lại những bình luận của mình.